Hi guys, welcome back to this English class with me. I'm Queen and also known as Mung An. How are you doing today? Are you having a good day or a bad day? I think despite however it is, just keep your head up and if you are get tired, then learn to rest and not to quit. That is the small quote I want to give you and bring it along with you to the rest of the day. It would be the guideline for you to get through on the negative aspect in your life, okay? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại lớp học cùng với cô. Cô là Vân Anh hay còn gọi là Miss Queen. Và ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Cho dù là nó tốt hay là nó xấu thì cô vẫn muốn gửi đến các bạn một thông điệp rằng là các bạn hãy nghỉ ngơi, các bạn hãy khóc nếu như mà các bạn gặp những câu chuyện buồn. Nhưng mà sau đó thì chúng ta nạp lại năng lượng cho mình thật nhiều để mà mình tiếp tục phấn đấu. Bởi vì các bạn hãy nhìn xung quanh đi, tất cả mọi người bên cạnh chúng ta đều đang làm việc rất là vất vả, đang rất là siêng năng. Thì tại sao chúng ta lại bị đắm chìm trong nỗi buồn của mình và dừng chân tại chỗ đúng không nào? Ok, cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta không ngừng phải trau dồi bản thân mình và học những kiến thức mới. Now let's get into the lesson with me to get more useful knowledge of English for yourself. We will learn the lesson 2, language focus, within our unit 5, food and health. And these are some primer points that we will have a look at in today's video. The first one is the verb with plus with ing. We will know when and how to use it. Imperative, a statement, and shouldn't grammar point. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2 trong chương số 5 ở các loại thực phẩm và sự lành mạnh. Và chúng ta có 3 điểm ngữ pháp mà mình sẽ đi qua trong bài học này, bao gồm có động từ thêm ing, câu mệnh lệnh và cái câu đưa ra cho mình lời khuyên với cái từ should hoặc là shouldn't, nên hoặc là không nên. Okay guys, we are now at the exercise 1. Read out the example, then read through the rules with the class and elicit the answers. Hoạt động này thì các bạn sẽ đọc lớn lên những cái câu được viết trong hộp ở phía dưới này. Các bạn sẽ tìm ra một cái luật lệ là như thế nào khi mà một động từ được thêm đằng sau bởi ba chữ cái ing. Trong tiếng Việt mình còn gọi là verb ing đó. Thì làm sao để chia động từ ở dạng verb ing? Cùng cô đọc trước nha. Do you prefer sitting on the sofa or going out? I like playing video games, but I also like going out. I like running and swimming. Sau khi mà đọc xong ba cái câu này rồi thì các bạn thấy có một cái điểm chung nào để mà giữa ba cái câu này và đi kèm theo sau đó là động từ thêm ing không? Đó cũng chính là cái câu trả lời mà mình cần phải trả lời cho hai câu hỏi như sau nha. Câu hỏi đầu tiên, what form of the verb comes after like, prefer, hate and don't mind? Câu hỏi này có nghĩa rằng là dạng động từ nào thì đi sau động từ like, thích hoặc là ghét hoặc là cảm thấy không phiền về một cái gì đó thì chính là động từ thêm ing. What is the spelling of ing forms of the verb run, sit and swim? Và sau khi thêm động từ với ing thì các cái động từ này đọc như thế nào? Chúng ta sẽ đọc là running, sitting and swimming. Ok? Vậy là các bạn đã biết được cái cách như thế nào mà khi nào và mình sẽ thêm ing đằng sau động từ rồi ha. Nếu như mà các bạn muốn biết kỹ hơn thì xem phần tiếp theo, cô sẽ đi vào chi tiết. In the next sections, I will show you detail of how to form the ing after this verb. Okay, and this is the detail of our primer point. Please take these notes and write them down in your books or your notebook. It would be very, very helpful for you when you do your writing or even speaking. Now, let's see. The common verbs followed by the ing form are hate, like, dislike, love, refer, detest. For example, I love swimming, but I hate jogging. Các bạn biết rằng là
những cái tips này nó sẽ rất là vô cùng hữu ích cho các bạn, cho nên là cô khuyến khích các bạn nên viết lại để cho các bạn ghi nhớ lâu hơn. Và các bạn thấy rằng là sau những cái từ thể hiện cảm xúc, ý thích, yêu ghét, giận hờn, bực tức gì đó thì mình đều thêm ing đằng sau động từ. Và cô có một cái ví dụ cho các bạn: tôi thích bơi lội nhưng tôi rất ghét jogging. Ha, tiếp theo, phrases with mind: wouldn't mind, or would like, don't mind, or I'm willing to, would you mind, will you please. Thì đằng sau những cái cụm từ đi theo cùng với cái chữ mind có nghĩa là để tâm, để bụng, để ý về một vấn đề gì đó. Thì chúng ta sẽ có những cái phrases như sau: I wouldn't mind having some fish and chips. I don't mind waiting for a few minutes. Would you mind holding this for me? Các bạn thấy đằng sau những cái cụm từ với mind thì mình cũng sẽ chia verb in như là I wouldn't mind having, I don't mind waiting, would you mind holding? Các bạn ghi nhớ kỹ hai cái điểm ngữ pháp đặc biệt này nhé. Here we have exercise 2. Think of two things that you love doing, two things that you don't mind, and three things that you hate doing. Write sentences and then compare in group to find out about your friends' likes and dislikes. Hoạt động số 2, mình sẽ viết ra những cái suy nghĩ của mình, liệu là mình có thích một cái hoạt động nào đó hay không, hoặc là mình không thích hoạt động nào đó. Và hoạt động này thì các bạn có thể làm cùng với lại những người bạn ở trong lớp của mình, nhưng mà nếu như mà các bạn không có ai để các bạn check cho các bạn những đáp án của những câu mà các bạn làm có đúng hay không, thì các bạn để lại cái phần bài làm của mình ở phía bên dưới phần bình luận nha. Cô sẽ xem phần bình luận của các bạn và giúp cho các bạn sửa lỗi. If you don't have anyone to help you check your sentences, you can leave them below in the comment box. I will read them all and help you fix it. Okay. Okay, guys, this is exercise 3, and it says look at the examples of imperative. How do we make the negative form? Find examples in the help quiz on page 66. Okay, before we do this exercise, do you have any idea of or what are imperative? Simply say imperatives are the statement you tell somebody to do or not to do something. Và các bạn ơi, mình đến hoạt động số 3 rồi. Hoạt động số 3 này á, thì yêu cầu mình là sẽ nhìn vào hai cái ví dụ về cái câu mệnh lệnh, và mình sẽ tìm ra cái câu phủ định của những cái câu mệnh lệnh này. Thì imperative có nghĩa là câu mệnh lệnh, mình nói người khác làm cái gì đó hoặc là nói để họ không làm với cái gì đó, nhưng mà với cái ý là ra lệnh ha. Các bạn có thể xem lại, đọc lại cho cô cái phần health quiz trên trang 66. Ở trong cái phần đó đưa ra rất là nhiều cái câu mang tính khuyên một người nào đó nên hoặc là không nên làm cái gì. Thì trong đó nó cũng sẽ sử dụng cả những cái câu mệnh lệnh dạng như này. Bây giờ thì chúng ta đọc hai cái câu ví dụ ở đây, xong rồi các bạn suy nghĩ cho cô là từ hai câu ví dụ như này thì mình sẽ chuyển sang thể phủ định của câu mệnh lệnh như thế nào. Eat some snacks, wait for dinner. Ăn những cái món snack đó đi, hoặc là đợi đến buổi tối đi. Và các bạn thấy là điểm chung của hai câu này là nó bắt đầu bằng hai cái động từ, không có chủ ngữ gì cả, và chỉ có vị ngữ theo sau thôi. Thì đó chính là cái hình dáng của câu mệnh lệnh. Khi mà chúng ta chuyển sang câu phủ định, thể phủ định của câu mệnh lệnh, thì mình sẽ thêm don't vào trước động từ. Don't eat, don't go to bed late, don't go to school. So when we transform the affirmative form of imperative sentences into the negative form, we would add don't in the beginning before the verb. Okay. Vậy thì bây giờ là các bạn đã biết cách đặt một cái câu mệnh lệnh ở thể khẳng định và thể phủ định như thế nào rồi ha. Thì đây sẽ là cái kiến thức để mà các bạn làm bài tập tiếp theo. This is the knowledge for you to apply in the next exercise. Okay,
We are at the exercise 4. Students use imperatives to write about classroom rules, do's and don'ts. Check the answers with the whole class and see who got the most correct answer. Ở hoạt động này, các bạn sẽ viết những cái câu mệnh lệnh ở thể khẳng định hoặc là thể phủ định về những cái luật ở trong lớp học. Các bạn được phép làm gì là do's và các bạn không được phép làm gì thì các bạn sẽ viết ở cột don'ts. Ở trong cuốn sách của mình thì mình đang có sẵn ba cái ví dụ và nhiệm vụ của các bạn là sẽ viết thêm vào đó và sau đó thì sẽ xem các cái đáp án của mình với lại các cái đáp án của các bạn bè trong lớp của mình có giống nhau hay không, khác nhau chỗ nào và người nào có nhiều cái đáp án đúng nhất nhé. Okay, these are some rules that we can do in our last room. The first one is pay attention in class. Keep the classroom clean. Use kind words. Listen to your teacher. Do homework before coming to class. And what are the actions that we cannot do in class? They are: don't come to school late. Don't litter in class. Don't cheat in the exam. Don't talk while teacher is teaching. And don't eat or drink during the lesson. Có một vài cái ví dụ nữa dành cho các bạn. Cô có thêm hai ví dụ nữa ha. Ở cột được làm và cột không được làm thì các bạn đọc, các bạn từ theo đó mà các bạn nghĩ ra thêm những cái luật lệ khác mà ngay trong chính lớp của các bạn tồn tại, việc là có cho làm hay không hay là không cho làm. Và các bạn sẽ check cái đáp án của mình với bạn bè và thầy cô trên lớp nhé. Now we do exercise 5. We have to complete the sentences with the affirmative and negative imperative forms of the verbs in the box. Some of the verbs in the box are drink, visit, ask, play, go and eat. Hoạt động số 5 này mình sẽ hoàn thành 4 cái ô trống ở đây bằng cách là sử dụng cái động từ được đưa ra trong cái chiếc hộp và mình sẽ sử dụng thể phủ định hoặc là thể khẳng định của câu mệnh lệnh. Bài này thì sẽ không tốn nhiều thời gian với các bạn đâu, cho nên là các bạn tranh thủ làm, sau đó là cùng cô xem đáp án nha. It will not take so many much time for you to accomplish this exercise. It's quite easy because there are no new words here. Just put the verb in the right place and then we have our answers. Okay, number one. Eat this before August 2020. Number two, visit the place. Number three, don't drink this water. Number four, go right here. Các bạn đã làm được không nào? Thì vừa nãy cô nói là cô tin chắc rằng cái hoạt động này sẽ không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu, bởi vì những cái từ này nó không có gì là mới mẻ đối với chúng ta cả. Chúng ta chỉ cần nhìn hình và điền ra những cái câu mệnh lệnh đó thôi. Cái nào nó để dấu cấm thì chúng ta sẽ sử dụng ở thể phủ định là thêm don't. Còn cái nào mà được phép làm và không có tín hiệu gì của việc nguy hiểm hoặc là cấm thì chúng ta sẽ để nó ở thể khẳng định là để động từ nguyên mẫu ở đầu câu. Tiếp nha. We go to the next exercise. Alright, now we go to exercise 6. And exercise 6 requires you look at the same example, then choose the correct answers to complete the rules. Hoạt động số 6 yêu cầu chúng ta là sẽ đọc ba câu ví dụ này và sau đó là sẽ tìm những cái từ chính xác để mà hoàn thành các luật lệ trong việc sử dụng hai từ dùng để khuyên ngăn là should hoặc là shouldn't. Firstly, let's read the example with me. You should eat more vegetables. You shouldn't go to bed late. And you shouldn't be lazy at school. Ba câu này lần lượt có nghĩa là bạn nên ăn nhiều trái cây hơn, bạn không nên đi ngủ trễ, bạn không nên lười biếng khi mà đi học. Okay, you should pause the video here for 2 minutes to complete the rules and then check your answer with me. Và bây giờ các bạn có thể dừng lại 1 đến 2 phút để mà chúng ta tìm cái từ ngữ đúng để hoàn thành hai luật lệ này. Sau đó thì check đáp án với cô ha. Rule number 1. We use should and shouldn't to give advice. Then the he, she, it forms of should and shouldn't are the same. Dịch nghĩa của hai luật lệ này có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng
từ should hoặc là shouldn't để đưa ra lời khuyên, chứ không phải là đưa ra một cái hướng dẫn nào đó và yêu cầu người khác phải làm, mà chúng ta chỉ khuyên thôi. Người khác có làm hay không là tự bản thân họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng ha. Và tiếp theo với cái chủ ngữ là he, she, it, đi kèm với lại hai từ để khuyên là should và shouldn't á, thì nó giống nhau chứ nó không có khác gì nhau cả. Các bạn thường thấy là mình có present simple tense, present continuous tense, past simple tense và tất cả rất là nhiều thì khác nữa. Thì mình phải chia đúng không? Chia nó ở dạng quá khứ, chia nó ở dạng hiện tại, chia nó ở dạng tương lai. Nhưng mà khi chủ ngữ mình đi với lại hai cái từ ngữ này thì should và shouldn't vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Chỉ có một điểm đặc biệt mà các bạn phải nhớ là sau should và shouldn't thì động từ của mình đã nguyên mẫu ha, không chia gì hết. And guys, take a closer look at the grammar point of how to use should and shouldn't. Các bạn đã biết được cái cách mà mình sử dụng should và shouldn't như thế nào rồi ở trong hai cái rules ở phía bên trên ha. Nhưng mà cô muốn kỹ hơn một chút là cô muốn nói về cái điểm ngữ pháp khi mà chúng ta dùng should và shouldn't, thì chúng ta có cần phải chia động từ hay không và chúng ta chia như thế nào. Thì các bạn nhìn vào cái bảng ở đây giúp cô. Look at this table with me. You will see how to use should and shouldn't, and you will see how we will put the verb after should and shouldn't. We use should and shouldn't plus the infinitive of the main verb without to. For example, if it is the affirmative form, we say subject plus should plus main verb. If it is negative form, we say subject plus shouldn't plus main verb. And if it is a question, we bring should in the beginning of the question. Should plus subject plus main verb. Và các bạn thấy là cô để cho các bạn luôn ba cái thể khẳng định, phủ định và câu hỏi của should hoặc là shouldn't. Và chúng ta chỉ có một cái điểm mà cần phải lưu ý thôi. Đầu tiên là mình sẽ dựa vào cái ý nghĩa để mà mình chọn trong câu đó là từ nên hay là không nên. Và đặc biệt là sau should hoặc là shouldn't thì mình sẽ không chia động từ theo cái thể nào cả, không chia es, không chia ed, và mình chỉ giữ nguyên nó mà thôi. We have example here. You should do more exercise and you shouldn't stay up late. If it is a question, you can ask a question like, should I do homework tonight? Cô có một vài cái ví dụ và các bạn có thể nhìn vào đó và các bạn xác định ngay theo cái cấu trúc của mình. Đó chính là đằng sau should hoặc là shouldn't thì động từ không chia gì cả, giữ nguyên mẫu. Và cứ như vậy mà các bạn bắt chước theo, học theo để mà mình làm cái bài tập phía sau ha. Okay, you can take this example to do exercise in the next section. Okay guys, we go to exercise 7. We are provided with a scenario here and we have to work on it. Our scenario is your friend wants to be healthy and please complete the advice using should or shouldn't. Các bạn ơi, mình đã đến hoạt động số 7 rồi và trong hoạt động này thì mình được cung cấp một cái tình huống, đó chính là giả sử bạn của bạn là một cái người mong muốn có được một cái cuộc sống khỏe mạnh hơn, lành mạnh hơn, thì chúng ta là người bạn của bạn ấy, chúng ta sẽ đưa ra cho bạn ấy những cái lời khuyên như thế nào. Thì nhiệm vụ của mình là sẽ nhìn vào năm cái câu dưới đây. Và năm câu này thì chưa có hoàn chỉnh, cho nên là các bạn cần phải thêm vào những cái từ ngữ để hình thành nên những cái câu có nghĩa và kèm theo đó là có những cái từ mang ý nghĩa là khuyên răng, chẳng hạn như là should và shouldn't. Now it's time for you to do this exercise. You have to add more words to make our sentences fully make sense, okay? And remember to add should or shouldn't in your sentence. After finish this exercise, you can check your sentences with mine. Và sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn có thể kiểm tra lại các cái câu mà các bạn đã làm với lại cái đáp án trên màn hình mà cô thể hiện sắp tới đây. And if you have any confusions or if you don't understand
this exercise, you can leave your comment below. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào hoặc là còn chưa rõ về bài tập này thì các bạn có thể để lại cái suy nghĩ của bạn và những cái điều mà bạn muốn nói ở trong cái phần bình luận phía bên dưới ha. Okay, number one, we have two words, stay up and late. We know that this action is not good for our health, right? So we will choose the word shouldn't to make this sentence. So our sentence here is that you shouldn't stay up late. Number two, we have the words are eat fruit and vegetable. We know that are in fruit and vegetable, they contain a lot of vitamins, which is very good for our health, right? So we'll add should in our sentence, and it would be, you should eat fruit and vegetables. Number three, we have two words, do and exercise. Do exercise also are very good for our health too. You know that it would make us stronger, and we would be are so happy after doing exercise too, because that is when the hormone called endorphins release to the brain. So that's why we have the sentence here, you should do exercise. Number four, we have the words drink and fizzy drinks. Fizzy drink totally bad for our health because it contains a lot of sugar, which may cause to diabetes. Okay, so our sentence here is you shouldn't drink fizzy drinks. And the last one, sit on the sofa all day, which is not good too. So our sentence here is you shouldn't sit on the sofa all day. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 5 cái câu này. Và trong cái quá trình làm, cô cũng lý giải cho các bạn vì sao mà mình phải chọn từ should hoặc là shouldn't rồi. Mình sẽ dựa vào cái ngữ cảnh và cái hoạt động đó là có tốt cho sức khỏe hay là không, mà mình chỉ cần thêm vào từ ngữ để khuyên người khác là should hoặc là shouldn't thôi. Và ok, cô hy vọng là các bạn sẽ làm đúng ha. Chúng ta cùng đi tới hoạt động tiếp theo thôi nào. Let's move on to the next exercise. Finally, we come to the last exercise in this lesson. It is exercise 8. Working group, compare your advice in exercise 7. Who has got the best advice? Vậy là chúng ta đã đi đến cái hoạt động cuối cùng trong bài học ngày hôm nay rồi. Hoạt động này thì yêu cầu tất cả mọi người thì phải làm việc nhóm với nhau, đưa ra cho nhau những cái câu mang tính khuyên bảo người khác, thì sẽ có một bạn hỏi và một bạn trả lời ha. Here I have an example for you. This is the boy and he has a question. What's the best advice for a friend who wants to be healthy? The girl answered, my advice is exercise, don't go to bed late, and you should eat healthy food. Ở đây cô có một cái ví dụ cho các bạn để các bạn từ đó nắm được và làm theo với bạn bè trong lớp của mình. Câu hỏi của bạn trai này là cái lời khuyên tốt nhất cho một người bạn nếu như mà người bạn đó muốn trở nên là khỏe mạnh hơn, có một cuộc sống lành mạnh hơn thì sao? Bạn gái này trả lời, lời khuyên của tôi dành cho bạn đó chính là đầu tư thời gian vào việc tập thể dục, đừng đi ngủ trễ và nên ăn những cái món ăn tốt cho sức khỏe, có chứa dầu, vitamin hoặc là nhiều năng lượng, vân vân. Okay, I think you should start this exercise with your close friend, your partners, your teammate in class. This is a very good opportunity for you guys to upgrade your speaking skill because you won't feel nervous or worried to be around your close friend, right? And that would be the time you can learn from each other and show off yourself. Và cô nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho các bạn nâng cao cái kỹ năng nói của mình lên. Bởi vì chúng ta thường hay có cái tâm lý là sợ không biết là mình nói đúng hay sai khi mà nói chuyện với người lạ. Còn ở đây chúng ta ở trong một cái lớp học với những cái người bạn thân thiết của mình thì mình sẽ không có ngại vấn đề đó và mình sẽ tự tin, mình thể hiện những cái suy nghĩ và mình thể hiện được những cái lời khuyên của mình cho người bạn của mình ha. Và cô hy vọng là các bạn sẽ có một cái cuộc làm việc nhóm nó thuận lợi.
and I hope you have a great time working with your friends. Okay, this is your homework. After this lesson, you have to learn by heart on the structures. Do the exercises page 39 in your workbook. Write some sentences using should or shouldn't. Và đây là phần bài tập về nhà của các bạn. Sau khi học xong video này thì các bạn giúp cô là xem lại các cái cấu trúc mà mình đã học với những cái câu mệnh lệnh do hoặc là don't và cách mà mình sử dụng từ động từ thêm cụm ing như thế nào, cũng như là những cái câu mà mình có đưa ra lời khuyên với hai từ should hoặc là shouldn't. Sau đó thì mình sẽ làm thêm cái bài luyện tập trang số 39 trong sách workbook của các bạn nhé. Thank you guys for taking the class. I'm very happy to see you join this class with all of your attentions. And see you in the next video with more useful knowledge. Have a good day. Cảm ơn các bạn đã tham gia video lần này cùng với cô và hy vọng gặp lại các bạn trong các video lần sau với nhiều điểm ngữ pháp về tiếng Anh thú vị hơn nữa. Xin chúc cho các bạn có một ngày thật là tuyệt vời nha.